Tại sao nồi cua của chúng tôi nấu bằng nồi đồng? Đẳng cấp nó nằm ở đây này. Đấy, tiếp tục là cái này, múc này này. Có ý, thấy chưa? Xin chào các bạn, vào bếp cùng với chúng tôi. Hôm nay là tôi đang làm cho khách tua nha các bạn nhá. Khách tua thưởng thức đặc trưng của Hưng Hoa, một trong những lẩu cua ngon nhất Việt Nam. Bấm mỡ phi hành thơm nha bạn nha. Bấm mỡ này, đây. Đấy, đẳng cấp chúng tôi làm như này các bạn chưa? Ăn hay không? Hay. Đấy. Chúng ta áp dụng vào cái món này vào kinh doanh, chúng ta nấu bài về lẩu cua đá, lẩu cua kê. Đấy, và tất cả các món vào trong này. Tại sao nồi cua của chúng tôi nấu bằng nồi đồng? Đó là cái bí quyết của gia truyền. Được chưa? Đấy. Nồi đồng này nó nhiệt nó đều. Đậy nó lên tí nữa các bạn nha. Tí nữa chúng ta ăn không? Cho anh nồi nước dùng ở đây nữa nào. Khoảng nhẹ nhàng như cái mới về chồng thôi nhá. Đấy, lửa nhẹ nhàng nữa thôi. Các bạn nhìn hiểu tôi nói chưa? Vâng. Lửa nhẹ nhàng, xoa nhẹ nhàng như gái mới gì? Mới gì chồng. 15 phút nữa là mọi người thưởng thức món này nhá. Chào người nổi tiếng. Rồi, xin chào các bác. Cái gì nhờ? Cái ba ba. Đoàn tour của chúng ta Hà Nội đúng không? Không phải. À. Thủ đô. Đây, rồi nồi lẩu nấu cho anh em đây. Món gì đấy nhỉ? Hôm nay thưởng thức đúng món này thôi. Một món này, nguyên lại một số cái món khác nữa. Cho nó ngon. Đấy, mọi người thấy được không? Thế bây giờ là khách tour các nơi nhá, cứ về Hưng Hoa mà ấy. Đây. Ha. Thấy chưa? Đấy, xin chào các bác nhá. Các bác vào đây. Rồi, đấy. Nhà mình đông như quân nguyên nhá. Xin chào các bác nhá. Đấy nhá. Đây. Đây thủ trưởng. Đây thủ trưởng 15 phút em lên rồi nhá. 5 phút xong. Thì mấy đường quyền. Hay không? Hay. Anh em chờ 10 phút nhá. Nấu trực tiếp ngon, chờ nó mới ngon. Đang đói rồi đúng không? Các máy thái đi từ Thái Bình, Tổ quốc. Thái mỏng dính như tờ giấy. Các bạn nhìn thấy rồi, có công phu không? Không bị cháy nồi nhá. Yeah, y thật nó đổ vào đây. Sau. Đấy, thấy chưa? Ngon không? Bí mật tao làm vào đây này. Ý mà tao làm ở đây này. Ơi. Sao thế ăn? Nồi lẩu cua siêu to cùng nồi. Hôm nào bố con này làm cho bố con ăn nhá. Ông dạy đang dạy cho bố con đấy. Thấy không? Đây rồi nhá. Đây, xong này nếm nào. Xong rồi bạn chưa nào? Đấy, nào. Vừa chưa? Có cần nếm không? Nhưng mà các ông phải có định lượng nhá. Hay không? Hay. Ngon không? Ngon. Rồi, bây giờ chúng ta múc ra cho khách. Nó mang hết nồi nào đây. Những thứ này nữa này. Rồi. Thấy chưa? Ăn luôn nhá, này, ấy, anh ơi các bạn như này, đấy, được ăn nồi lẩu như này nhá, cả cuộc đời mình mới có này, gạch này, có ăn gạch này, phần thật này, cái đấy, ui giời ơi, lấy giờ cho khách ăn nhá, khách ăn cho nó, đầu tiên là ăn súp phải cua nó lốt trước nhá, thì nó mới xứng đáng, hay không? Hay, ui, nhớ chưa? Ui, một nồi này, tôi được lại một, nồi này tôi chế thằng nghìn nồi khác. Bạn nhìn thấy nó ngon chưa? Được chưa? Úi giời ơi. Múc 6 rồi vào đây nó đẹp. Đẳng cấp nó nằm ở đây này. Đấy, tiếp tục là cái này. Múc này này. Úi, thấy chưa? Có làm nhanh hơn là quay vịt không? Có kiếm tiền nhanh hơn không? Nhanh hơn. Nhanh hơn không? Nhanh hơn. Có kiếm nhanh hơn không? Đấy. 6, 7 mâm, 1 phát, 1 lấu, 1 phát xong đấy đúng không? Hay không?
bí quyết kiếm tiền nó nằm ở đây này. Thế mới là thủ lĩnh nhà hàng khác. Đây là cái đồ cua là huyền thoại của Hưng Long A. Cái này nó là trong top ngon nhất mình Nam Bộ. Đấy, được giấy khen của trực tiếp là tổng lãnh đạo và thành phố tặng. Và hôm nay tôi tiết lộ cho học trò những bí quyết làm sao để trở thành ông chủ nhà hàng mà kiếm tiền nhanh nhất và nhàn nhất. Các bạn có thích món này không? Có. À, bây giờ muốn ông B một phát đi. B xong rồi hướng dẫn các anh xung quanh dậy đấy. Hay không? Hay. Lên đây, lên đường. Lên đường, lên đường. Hay không? Hay. Kiếm tiền nhanh không? Đấy, 100 mâm phát đi mấy chục quyền. Bây giờ nhá, ăn này nhá. Phát này đây. Đấy. Xong rồi đi nào lúc đây này. Đây nhá, bắt đầu chúng ta trần lên này. Trần này, chúng ta trần gạch này. Rồi, trần nước đây. Bắt đầu chúng ta ăn xúc gạch cua này. Xúc gạch cua làm ở đây này. Đấy. Được chưa? Quán quân sân và quán ngon. Vâng ạ. Xin mời anh. Anh đuổi, có ai mời anh về. Anh đừng kéo em, anh đừng kéo em, anh để em. Cái gì? Thế thôi thì thôi. Không. Lấy của anh. Đây. Thôi thôi thôi. Không. Sao anh đứng đây cũng chọn tay cuối quân là mình. Mấy anh em mới